khán giả đang đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, hôm nay thứ Sáu ngày 17 tháng 4 năm 2020, chương trình thời sự tối nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Đoàn luật sư tỉnh Tây Ninh trao tiền ủng hộ phòng chống Covid-19. Cùng với các lực lượng tham gia chống dịch Covid-19 trên các tuyến biên giới cũng như tại các khu cách ly tập trung, lực lượng tình nguyện viên đã có nhiều đóng góp thiết thực cùng với cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 55 bằng hình thức trực tuyến, công bố các quyết định về công tác cán bộ. Thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong chương trình có phóng sự, tung tin giả, phạt tiền thật. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý khán giả, dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới. Số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu vượt mức 2,1 triệu người. Số ca trong tình trạng nguy kịch là hơn 56.000 người. Mỹ hiện đang là tâm dịch của thế giới, với số ca nhiễm và số ca tử vong cao nhất thế giới. Còn tại Việt Nam, sau những ngày thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị số 16, số ca mắc COVID-19 ở Việt Nam đã giảm mạnh. Theo website chuyên về thống kê worldometer.info, tính đến 19 giờ ngày 17 tháng 4 năm 2020 theo giờ Việt Nam, trên thế giới số người nhiễm là 2.197.174 người, số ca tử vong là 147.512 người, số ca chữa khỏi là 557.618 người. Tại Việt Nam, theo Bộ Y tế, cập nhật đến 19 giờ ngày 17 tháng 4 năm 2020, số người nhiễm là 268 người, số ca chữa khỏi là 198 người. Việt Nam không có ca nào tử vong do mắc COVID-19. Còn tại Tây Ninh, số người nhiễm là 3 người, số ca chữa khỏi là 2 người. Tây Ninh không có trường hợp nào tử vong do dịch COVID-19. Theo Sở Y tế Tây Ninh, cập nhật đến 15 giờ ngày 17 tháng 4 năm 2020, toàn tỉnh Tây Ninh cách ly tại cơ sở y tế là 40 người, cách ly tập trung là 262 người. Ngoài ra, cách ly tại nhà nơi lưu trú là 35 người. Cách ly tại nhà nơi lưu trú đã qua 14 ngày là 4.137 người. Tình trạng hiện tại của bệnh nhân nhiễm COVID-19 số 252 điều trị và cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh tính đến 16 giờ ngày 17 tháng 4 năm 2020, bệnh ổn, ăn uống bình thường. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh vừa có văn bản đề nghị Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố phối hợp triển khai cho các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh cho đến khi có thông báo mới cụ thể như sau. Tạm dừng các hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, bao gồm các loại hình xe khách theo tuyến cố định liên tỉnh, nội tỉnh, xe khách trung chuyển, xe khách theo hợp đồng, xe taxi, xe buýt nội tỉnh, liên tỉnh, xe vận chuyển khách du lịch, trừ những trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ, vận chuyển người cách ly và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia, nhân viên làm việc của các doanh nghiệp, công ty, cơ sở, nhà máy sản xuất kinh doanh. Tạm dừng hoạt động đối với các bến khách ngang sông như sau. Đối với bến Nam Chỉ, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, tạm dừng hoạt động hoàn toàn theo các mục đích chức năng được cấp phép. Đối với các bến khách còn lại, tạm dừng hoạt động vận chuyển trừ những trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ, vận chuyển người cách ly và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, đưa đón công nhân, chuyên gia, nhân viên làm việc của các doanh nghiệp, công ty, cơ sở, nhà máy sản xuất kinh doanh. Tạm dừng hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Đối với các trường hợp đặc biệt được phép vận chuyển nêu tại mục 1, mục 2, phải đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, khuyến cáo của Bộ Y tế, chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải và các văn bản hướng dẫn triển khai của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh. Giao Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tổ chức kiểm tra, nhắc nhở và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm không chấp hành nội dung thông báo này. Chiều ngày 17 tháng 4, đại diện Đoàn luật sư tỉnh Tây Ninh đã đến trao tiền ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 cho Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh với số tiền 10.700.000 đồng. Ông Nguyễn Thế Tân, Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19, Đoàn luật sư tỉnh đã kêu gọi các thành viên đóng góp chia sẻ một phần trách nhiệm với cộng đồng xã hội trước đại dịch. Ông Nguyễn Văn Phi, Phó chủ tịch Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, trân trọng cảm ơn tấm lòng và tình cảm của Đoàn luật sư Tây Ninh đã chia sẻ ủng hộ để góp phần cùng đảng bộ chính quyền có thêm nguồn lực trong công tác phòng chống dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe, ổn định cuộc sống cho nhân dân.
Thưa quý khán giả, chiều ngày 16 tháng 4, anh Nguyễn Tiến Tân, Phó Bí thư tỉnh đoàn Tây Ninh đã đến Sở Y tế tỉnh Tây Ninh trao tặng các vật tư y tế hỗ trợ đội ngũ y bác sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19. 200 bộ trang phục bảo hộ y tế, mỗi bộ gồm kính bảo hộ, bộ quần áo, khẩu trang y tế, găng tay y tế, tổng trị giá trên 30 triệu đồng do tỉnh đoàn Tây Ninh vận động các mạnh thường quân hỗ trợ. Với thiết kế chuyên dụng, những bộ trang phục bảo hộ y tế này có thể giúp các y bác sĩ tránh được những mầm bệnh có thể lây lan trong khu vực khám chữa bệnh. Gửi lời cảm ơn đến tình cảm của tuổi trẻ tỉnh nhà, bác sĩ Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh cho biết, số trang phục bảo hộ này sẽ sớm được phân bổ đến các đơn vị và kịp thời trang bị cho đội ngũ y bác sĩ sử dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Thưa quý khán giả, cùng với các lực lượng tham gia chống dịch COVID-19 trên các tuyến biên giới cũng như tại các khu cách ly tập trung, thời gian qua lực lượng tình nguyện viên là những học sinh, cựu học sinh trường Trung cấp Y tế Tây Ninh cũng đã có nhiều đóng góp thiết thực cùng với cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Chính tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, chính lương tâm và trách nhiệm với tấm áo blues trắng đang khoác trên mình, những tình nguyện viên trường Trung cấp Y tế Tây Ninh đã vượt qua rất nhiều khó khăn và rào cản để thực hiện sứ mệnh thiêng liêng và cao cả trong giai đoạn dịch bệnh như hiện nay. Mời quý khán giả cùng đến với câu chuyện và cũng là những trải lòng của những tình nguyện viên áo trắng trường Trung cấp Y tế Tây Ninh trên mặt trận chống dịch COVID-19. Thực hiện mệnh lệnh của trái tim, các tình nguyện viên là học sinh cùng học sinh trường Trung cấp Y tế Tây Ninh đã hăng hái lên đường đến các khu cách ly tập trung, hỗ trợ công tác sàng lọc, chăm sóc y tế đối với những người đang thực hiện cách ly. Khi mà nhà trường phát động phong trào thì em nghĩ ngay đến là việc mình sẽ đăng ký đi tình nguyện lần này. Lúc đầu thì em cũng thấy lo lắng, nhưng mà được học tập và được thầy hiệu trưởng chỉ dẫn nên là em cũng bớt lo lắng. Lúc đầu thì gia đình em cũng biết em đi chương trình này cũng hơi lo lắng. Nhưng sau em thuyết phục gia đình là về vật tư y tế hiện bây giờ là rất là bảo đảm an toàn. Và em cũng là trên chương trình đi, cũng có nhiều năm kiến thức cho trường này, cho bản thân của em. Gia đình như em thuyết phục như thế thì cũng rất là đồng ý và động viên cho em. Cái mà chúng tôi băn khoăn nhất là cha mẹ học sinh. Khi mà học sinh phản ánh lại, thầy ơi, cô ơi, chúng em rất muốn đi. Nhưng mà về nhà thì mẹ em băn khoăn lăn tăn lắm, chưa muốn. Thế từ tôi có nói các em cứ cho số điện thoại các thầy chủ nhiệm. Thì qua một vòng trao đổi thì cha mẹ bỏ quà ra. Đấy là cái thành công. Nhưng thực ra thì các em đang làm nhiệm vụ sàng lọc. Chúng ta cũng không thể nói là không có những người dương tính COVID nằm trong người đó, nhưng cũng không thể nói là toàn bộ. Nhưng muốn gì muốn là chúng ta đang ở tư thế và là chủ động, là phải phòng hộ cá nhân tốt. Bước đầu gia đình thì cũng rất là lo lắng, rồi sợ, rồi tới đó rồi nó không biết làm sao khi mà tiếp xúc với nhiều người mà có khả năng mang cái mầm bệnh đó, thì gia đình cũng rất sợ. Nhưng mà sau khi tìm hiểu thì thấy bản thân nó thì nó cũng đã trải qua trong cái môi trường y tế, cho nên nó biết là những cái biện pháp phòng chống như thế nào, thì gia đình cũng an tâm. Trong những ngày đầu thì xuống thì mấy bạn cũng là những tình nguyện viên mới nên là cũng còn hơi bỡ ngỡ. Càng về sau thì công việc nó càng quen thì các bạn càng vững hơn. Sau khi mà đi về thì em cũng nhận được rất là nhiều lời thăm hỏi từ thầy cô và các bạn sinh viên ở trong trường. Bản thân em thì cũng có ý thức để chấp hành tự cách ly ở nhà 14 ngày. Gia đình cũng như hàng xóm xung quanh thì người ta hiểu được và không có kỳ thị. Cũng rất là giúp đỡ gia đình em. Nếu sau này mà đất nước có cần đến sinh viên tụi em thì em vẫn sẵn sàng để xung phong ạ. Mà khi thấy con về thì cũng kêu con đeo khẩu trang đồ, mình giữ khoảng cách thì tuy là ở nhà nó nhỏ không có thể sinh hoạt khoảng cách xa nhưng mà mình cố gắng là giữ khoảng cách và rửa tay chân thường xuyên. Sau khi mà nghe con mà có thời gian về cách ly về rồi thử máu là âm tính á, mình rất là vui mừng. Cứ như thế, đợt này về, đợt khác lại đi. Đây là nhiệm vụ cao cả nhưng cũng thật khó khăn và nặng nề. Các tình nguyện viên trường Trung cấp Y tế Tây Ninh đã sẵn sàng lên đường bất chấp hiểm nguy để tham gia chống dịch. Còn chúng ta, chống dịch đơn giản chỉ là việc ở nhà, hạn chế ra đường, lẽ nào lại không?
Thưa quý khán giả, ngay khi dịch bệnh xảy ra và có những chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh đã ban hành công văn số 959 và các thông báo kết luận của Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại các phiên họp về việc phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời chỉ đạo các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội khẩn trương thực hiện quyết liệt các biện pháp do Chính phủ và các bộ ngành đưa ra. Để chủ động phòng chống dịch bệnh, các ngành chủ chốt như Y tế, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh đã lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch phòng chống dịch, tổ chức thu dung điều trị, hình thành khu cách ly tại trung tâm y tế, ra soát bổ sung trang thiết bị, tổ chức phun khử khuẩn tại các trường học, bệnh viện, cơ quan. Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng các sở ban ngành có liên quan tăng cường lực lượng phương tiện kiểm soát chặt chẽ biên giới cửa khẩu, trao đổi với các địa phương giáp biên của Vương quốc Campuchia, thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về tạm dừng xuất nhập cảnh bằng giấy thông hành biên giới với mục đích du lịch và tạm thời đóng cửa các đường mòn lối mở, kiểm soát nghiêm ngặt, giám sát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế, sức khỏe người qua lại tại tất cả các cửa khẩu biên giới, nhất là các hoạt động đưa đón khách du lịch đi và đến các vùng quốc gia có dịch. Xác định công tác tuyên truyền là biện pháp then chốt quyết định đến kết quả phòng chống dịch COVID-19, Ban chỉ đạo tỉnh đã đề nghị Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tính từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 9 tháng 4, Báo Tây Ninh đã đăng tải 266 tin bài nổi bật liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19. Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh tăng tần suất tuyên truyền, mở nhiều chuyên mục tuyên truyền phòng chống COVID-19. Ngoài ra, trong các chương trình, bản tin thời sự phát sóng hàng ngày đều dành thời lượng từ 70 đến 90% để tuyên truyền về công tác phòng chống COVID-19, cập nhật thông tin liên tục nóng lên hạ tần số và các phương tiện truyền tải khác Zalo, Facebook, YouTube của đài về tình hình chung về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương, trong nước và trên thế giới. Từ khi có dịch bệnh xảy ra, đặc biệt khi chỉ thị số 16 của Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 có hiệu lực, các cơ quan ban ngành, tổ chức chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội. Trong đó, các phương tiện giao thông vận tải đã dừng hoạt động vận chuyển khách, còn tại các siêu thị, chợ truyền thống, lượng người đi mua sắm đã giảm đáng kể. Nhiều địa điểm quán ăn, quán cà phê cũng đã tạm ngừng hoạt động. Một số chuyển sang kinh doanh dưới dạng phục vụ khách tận nhà hoặc phục vụ khách đến mua hàng đem đi. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đề nghị các cơ sở tôn giáo tạm dừng các hoạt động cúng lễ tôn giáo tập trung đông người, dừng việc hành hương, tiếp các đoàn hành hương, giao lưu tôn giáo với các tổ chức cá nhân tôn giáo nước ngoài. Đối với các cơ quan công sở đã thực hiện việc luân phiên cán bộ viên chức làm việc tại nhà để giảm số lượng người làm việc tại công sở, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công, đẩy mạnh hội họp trao đổi công việc qua hình thức trực tuyến. Trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội, Sở Công Thương đã chủ trì làm việc với hệ thống siêu thị của ấp Mắc, hệ thống Bách Hóa Xanh, công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ Hùng Duy, công ty cổ phần doanh nhân và các doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường nhằm đảm bảo cung ứng đầy đủ những mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là lương thực, thực phẩm để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Các lực lượng tuyến đầu biên giới, đặc biệt là biên phòng và kiểm dịch y tế của tỉnh đang ngày đêm chốt trực, không quản ngại khó khăn gian khổ, kịp thời phòng ngừa, tạo lá chắn tiền phong, đẩy lùi những nguy cơ xâm nhập, lây lan dịch bệnh vào sâu trong nội địa. Những ngày qua, công tác phòng chống dịch đã có sự chung tay, đồng hành, sát cánh, sẵn sàng hỗ trợ, tạo điều kiện cho cả cộng đồng với sự tham gia ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, đoàn thể, ủng hộ vật chất và tiền mặt trị giá hơn 5 tỷ đồng. Nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trên địa bàn trong và ngoài tỉnh đã và đang ủng hộ, hỗ trợ tích cực cho các lực lượng đang trực tiếp làm nhiệm vụ. Trong đó, có nhiều vật tư y tế đã được chuyển đến các đơn vị trên tuyến đầu phòng chống dịch, gồm khẩu trang y tế và nước rửa tay kháng khuẩn. Việc triển khai đồng bộ các biện pháp để phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tỉnh được chú trọng nhằm đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh ngày càng phức tạp, thường xuyên rà soát, hoàn thiện kịch bản ứng phó với từng tình huống dịch, đảm bảo cơ số thuốc, trang thiết bị, nguồn lực y tế phục vụ phòng chống dịch, sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh, có hướng dẫn, chỉ đạo quy trình phác đồ điều trị,
hạn chế thấp nhất tử vong. Hiện trên địa bàn tỉnh ghi nhận 3 ca dương tính với SARS-CoV-2, nhưng các ca này đều là người ngoài tỉnh đã được cách ly kịp thời ngay khi nhập cảnh từ Campuchia về cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, sau đó được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị. Đến nay, 2 ca bệnh đã được xuất viện, riêng ca bệnh số 252 đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tới ngày 16 tháng 4, bệnh nhân ổn, mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở bình thường. Trong thời gian tới, tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần chống dịch như chống giặc, cùng chung tay với cả hệ thống chính trị đề ra các biện pháp để phòng chống dịch bệnh có hiệu quả. Người người chống dịch, nhà nhà chống dịch, mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật của nhà nước, các chỉ thị của Đảng để theo dõi và chấp hành đúng sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia, Ban chỉ đạo tỉnh, của các sở, ban ngành nhằm nâng cao ý thức để bảo vệ sức khỏe của chính mình, của gia đình và của cộng đồng xã hội. Hưởng ứng mạnh mẽ của người dân trước lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có thể thấy trong khó khăn của đại dịch mới thấu hiểu được tinh thần yêu nước, tinh thần đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam và thấy rõ trách nhiệm của nhân dân trước Đảng, trước nhà nước. Và trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân trong và ngoài tỉnh liên tục trao các khoản phí, hiện vật ủng hộ cho công tác phòng chống dịch bệnh đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh, đơn vị đại diện tiếp nhận của tỉnh. Theo thống kê từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh, trong ngày 17 tháng 4 năm 2020, Quỹ phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh tiếp nhận được 11.200.000 đồng từ các cá nhân, tổ chức đóng góp. Lũy kế đến ngày 17 tháng 4 năm 2020, tiếp nhận hơn 5.291.000.000 đồng cùng nhiều hiện vật thiết yếu phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh. Mỗi người dân chúng ta đều có thể chung tay góp sức tiếp thêm nguồn lực để Việt Nam vững vàng chống dịch. Ai có tiền, góp tiền. Ai có hiện vật, góp hiện vật. Ai có ý tưởng, góp ý tưởng. Mọi thông tin xin liên hệ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh, số 1 đường Nguyễn Thái Học, khu phố 3, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Số điện thoại 02763-822-267 hoặc chuyển khoản về địa chỉ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh, Quỹ Bảo trợ Xã hội tỉnh Tây Ninh, số tài khoản 3713-0906-7734-00000 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh. Sáng ngày 17 tháng 4, tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 55 bằng hình thức trực tuyến, công bố các quyết định về công tác cán bộ và một số nội dung quan trọng khác. Tại hội nghị, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Nguyễn Thị Yến Mai đã công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ định tham gia làm ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đối với các đồng chí Hoàng Thị Thanh Thúy, Bí thư tỉnh đoàn, Võ Văn Dũng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Thành Từ Vũ, Bí thư Huyện ủy Tân Biên và Đại tá Ngô Thành Đồng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh Phạm Viết Thanh trao quyết định và tặng quà chúc mừng các đồng chí tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Thay mặt các đồng chí nhận quyết định, Đại tá Ngô Thành Đồng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh gửi lời cảm ơn tới các đồng chí Ban chấp hành, Ban thường vụ tỉnh ủy và hứa sẽ nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Sáng ngày 17 tháng 4, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức phiên họp trực tuyến với các bộ, ngành chức năng và các chuyên gia để thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, phiên họp do Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương chủ trì. Tại điểm cầu Tây Ninh, tham dự có ông Dương Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Trịnh Ngọc Phương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cho biết, việc lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, phù hợp với các nội dung định hướng chiến lược phát triển kinh tế xã hội đất nước thời kỳ 2021-2030, quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, các quy hoạch ngành quốc gia liên quan đến địa bàn tỉnh Tây Ninh, chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, kế thừa tiếp thu các quy hoạch của tỉnh đã được phê duyệt còn phù hợp trong bối cảnh mới và danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được chính phủ ban hành. Sau khi nghe các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các thành viên hội đồng thẩm định, ông Dương Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh cho biết sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp đó để hoàn thiện quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thắng nhấn mạnh, Tây Ninh có vai trò, vị trí quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và liên kết với các nước trong khu vực.
Do đó, công tác lập quy hoạch đóng vai trò vô cùng quan trọng. Những đóng góp của các bộ ngành và các chuyên gia để hoàn thiện đề án quy hoạch tỉnh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Chủ tịch Hội đồng thẩm định cho biết, về cơ bản các thành viên hội đồng đã thống nhất với bản quy hoạch của tỉnh Tây Ninh, đề nghị tỉnh Tây Ninh tiếp thu những đóng góp của các chuyên gia và các thành viên hội đồng thẩm định để hoàn thiện công tác quy hoạch của tỉnh Tây Ninh. Đồng thời phối hợp thường xuyên với các bộ ngành địa phương sớm hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt làm căn cứ để tỉnh Tây Ninh tổ chức triển khai thực hiện. Tiếp theo chương trình, mời quý khán giả đến với tiết mục Vì dân minh cuộc sống. Thưa quý khán giả, người dùng mạng xã hội thường gặp phải rắc rối trong việc sàng lọc kiểm tra độ chính xác của thông tin trước các đối tượng đưa tin, bài viết, hình ảnh sai sự thật. Nếu không tỉnh táo, có thể vô tình tiếp tay cho kẻ xấu, lan truyền thông tin giả, tạo ra làn sóng dư luận với những thông tin trái chiều, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là làm xáo trộn cuộc sống của những người được xem là nạn nhân. Rất là khó chịu khi mà hình ảnh cá nhân của mình hoặc là hình ảnh người thân của mình bị sử dụng sai mục đích. Cái đối tượng đó, họ có post cái hình bạn mình lên là nói bạn mình đó là vay tiền mà không có trả, kèm theo những cái văn tự nó không có hay, post lên Facebook. Thì cái trường hợp đó bạn mình comment đó là yêu cầu gỡ xuống. Ngày hôm trước, ngày hôm sau á thì bạn mình có lên xem lại á thì cái Facebook nó bị chặn rồi. Họ lợi dụng một số hình ảnh của ca sĩ, diễn viên nổi tiếng, người có tầm ảnh hưởng hoặc là bác sĩ để kinh doanh bất hợp pháp các cái sản phẩm mà nó kém chất lượng. Hỏi tại sao lấy hình ngang nhiên vậy, tự nhiên lấy hình em mà đăng lên. Cũng kiếm hỏi nhưng mà cái chặn em, lóc em luôn. Hiện tại thì mình chưa biết cái cơ quan chức năng nào để mình liên hệ. Thì mình thường thường mình sẽ liên hệ với cái người đưa cái nội dung nó lên mạng trước. Nói chung là nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Khi vừa bó lên khoảng một giây thôi là rất là nhiều người hỏi thăm về trường hợp đó. Thì cái người mà vậy nạn nhân thì họ rất là khó chịu. Theo mình cần xử lý nặng hơn đối với những trường hợp mà nó gây ảnh hưởng, cái tầm ảnh hưởng của nó lớn, tung tin giả, tin không đúng sự thật để cho người dân mình hiểu lầm về một số vấn đề. Nhất là những cái vấn đề gần đây nó đang nóng bỏng là cái dịch Covid-19. Việc đưa thông tin giả mạo sai sự thật, xuyên tạc trên mạng xã hội là hành vi vi phạm pháp luật. Bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 năm 2020, Nghị định 15 năm 2020 của Chính phủ thay thế Nghị định 174, quy định xử phạt trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử sẽ có chế tài quy định mức phạt và nội dung hành vi cụ thể hơn so với Nghị định 174 năm 2013. Trong Nghị định 15, những vấn đề cần lưu ý, người dùng mạng xã hội thường xuyên vi phạm như cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Đáng chú ý trong mục 4, hành vi vi phạm về thông tin mạng, điều 101, điều 102, mức phạt 10 triệu đến 20 triệu đồng, cao nhất từ 50 đến 70 triệu đồng. Nghị định 15 ra đời trong thời điểm hiện nay rất cần thiết, đặc biệt là quy định trách nhiệm cá nhân của người tham gia mạng xã hội đã được làm rõ tại điều 101 về vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội. Với những chế tài cụ thể sẽ tạo ra cho người dùng sự cân nhắc, trách nhiệm hơn trong việc phát ngôn, đưa thông tin lên mạng, đồng thời hình thành thói quen kiểm tra độ chính xác của thông tin bằng cách so sánh, đối chiếu với thông tin chính thống. Với những quy định chặt chẽ, cụ thể được nêu rõ tại Nghị định 15/2020 của Chính phủ, hứa hẹn sẽ giúp môi trường mạng tại Việt Nam nói chung và trong tỉnh Tây Ninh nói riêng trở nên trong lành hơn trong thời gian tới. Nghị định 15 của Chính phủ ban hành quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội đã được thắt chặt rõ ràng hơn, nhằm làm trong sạch môi trường mạng xã hội ở Việt Nam, hạn chế đến mức thấp nhất tin giả mạo, thông tin sai lệch. Mọi người cũng cần cẩn trọng trong việc sử dụng mạng xã hội. Các hành vi tung thông tin giả, sai lệch, gây hoang mang trên mạng xã hội sẽ bị xử phạt rất nặng, có thể lên đến 20 triệu đồng.
Ngay khi phát hiện thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, người dùng mạng xã hội nên báo ngay cho công an địa phương gần nhất để được xử lý kịp thời, hoặc gọi cho đường dây nóng Công an tỉnh Tây Ninh qua số điện thoại 0942 795 951. Kính thưa quý khán giả, chương trình Vì Văn Minh Cuộc Sống phản ánh đa chiều sự chuyển động từ đô thị đến nông thôn. Quý khán thính giả có thể gửi những thông tin, những hình ảnh đẹp, gương người tốt, việc tốt hoặc những bất cập tồn tại làm mất vẻ mỹ quan của đô thị về cho chương trình theo địa chỉ. Email tinthoisu.ttv11a@gmail.com, Inbox, Facebook / Tây Ninh TV Online hoặc liên lạc đến số điện thoại 0889 122 333 nhánh số 1. Tất cả vì một đô thị nông thôn văn minh, nghĩa tình. Quý khán giả thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình thời sự sau.